Sáng nay tại Hải Phòng, Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã tiến hành hạ thủy tàu tuần tra đa năng đóng mới tại nhà máy Z189 Bộ Quốc phòng. Tàu tuần tra đa năng mang số hiệu 8001 và được hoàn thành trong thời gian gần 20 tháng thi công. Việc hạ thủy tàu tuần tra đa năng của lực lượng cảnh sát biển diễn ra an toàn tại cảng đóng tàu nhà máy Z189. Tàu đa năng số hiệu 8001 sau khi được đưa vào sử dụng sẽ là tàu có những trang thiết bị hiện đại nhất cho đến nay. Việc bổ sung thêm phương tiện của lực lượng cảnh sát biển sẽ góp phần tăng cường hiệu quả trong thực thi pháp luật, chống tội phạm trên biển, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự an toàn trên các vùng biển của Việt Nam. Tàu tuần tra đa năng có khả năng hỗ trợ cứu và kéo các tàu bị nạn có lượng giãn nước đến 2.200 tấn, tầm hoạt động 5.000 hải lý, khả năng hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm.